Lời đầu tiên, Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Minh Hoàng chào anh. Anh chào Minh Hoàng, chào anh em trong chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương. Chào anh chị chú bác trên cộng đồng mạng trong và ngoài nước được dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Rồi, cảm ơn anh. Anh cho biết họ tên cũng như năm sinh của mình luôn anh ha. Anh tên Trương Minh Hoàng, đúng là năm sinh là 1964 nhưng mà căn cước công dân thì 1966. Vậy bây giờ lấy theo giấy đi ha. Lấy 1966 nha Hoàng Trương Minh Hoàng. ha. 1966 Và 58 tuổi ha. Cũng Minh Hoàng luôn ha. Rồi anh Hoàng đến từ đâu nè? Anh đến từ Cần Thơ, Thái Lai Cần Thơ. Anh nói chuyện anh đừng ngó qua ngó lại, anh ngó thẳng vào màn hình anh Hoàng ha. Dạ. Rồi anh Hoàng nè, anh có đồng ý cho phép Mảnh Ghép Yêu Thương sử dụng hình ảnh của anh đăng lên mạng xã hội không? Tôi đồng ý. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân anh Hoàng yêu cầu Mảnh Ghép Yêu Thương tháo gỡ bỏ video là không được anh ha. Tôi đồng ý. Anh Hoàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình trong video này. Tôi đồng ý. Dạ. Hiện nay hôn nhân gia đình của anh Hoàng như thế nào anh? Hôn nhân của anh thì ly hôn có giấy chứng nhận của chính quyền tòa án thì tháng 3 năm 2021, tính ra cũng 3 năm mấy Minh Hoàng. Anh với chị được mấy người con? Một đứa con trai bây giờ nó sinh 1990 á, bây giờ nó cũng có nghề nghiệp rồi, ổn định là nhà cửa vợ con đàng hoàng rồi. Hiện nay anh Hoàng ở Cần Thơ, ở Thế Lai Cần Thơ là anh ở trong nhà anh luôn hay nhà của ai? Hiện tại bây giờ là anh đang kinh doanh nhà nghỉ, nhà trọ Minh Hoàng, anh Ồ. thuê của người ta, anh làm kinh doanh để sống á. Anh Ở trong thuê lại hả? dạ Anh thuê anh kinh doanh nhà nghỉ là anh thuê lại rồi anh cho anh làm nhà nghỉ hả? mình thuê rồi mình cho người ta đi về chứ qua đêm á Minh Hoàng. Có nghĩa là anh thuê lại nguyên cái nhà nghỉ của người ta luôn đúng không? Để mình kinh doanh. Nghỉ luôn Còn mình thuê lại vậy mắc không anh? năm có bảy mấy triệu anh Minh Hoàng. 1 năm có bảy mấy triệu à? Điện á, điện nước thì mình đóng riêng, rồi quạt ga nệm với máy lạnh rồi là của mình, hồi trước là tự sắm. Nếu mà trừ chi phí hết ra 1 tháng mình kiếm lợi nhuận được cỡ bao nhiêu? Hồi năm rồi đỡ, năm nay thấy làm ăn khó khăn Minh Hoàng, người tháng chắc kiếm cỡ 6 tới 8 triệu thôi, trừ điện nước đồ này wifi đồ ra hết á. Nói chung Nhiều phòng không mà sao ít quá vậy? dạ Nhiều phòng không sao ít quá vậy anh? anh 9 phòng mà tại vì mình ở phòng cũng như còn kinh doanh 8 phòng, nhưng mà dịch bệnh hồi trước đó thì mình ăn được, rồi sang năm nay 2024 bây giờ mình ăn thất bại quá, ít khách. Anh cũng kinh doanh ở tại Thế Lai Cần Thơ luôn ha. Anh kinh doanh ở Ô Môn, Ở cách Ô Môn. cách Thái Lai khoảng 13. Rồi anh có mướn người không? Có mướn người làm không hay là tự anh làm luôn? Có bao nhiêu phòng nữa thành ra mình không có thuê người giờ Minh Hoàng, người ta trả cũng từ từ chứ không phải trả dồn một lúc á, rồi mình tự chọn luôn à. Rồi khi chia tay thì lúc đó con mới đây thì con anh có gia đình chưa? Chắc có rồi. Rồi tại con anh nó cưới vợ năm 2017, tới 2021, 2021 anh mới chia tay mới ly hôn. Cũng 3 năm nay rồi ha. 3 năm mấy anh Minh Hoàng, nếu mà kể cả ly thân nữa khoảng 4 năm á.
Anh Hoàng, anh cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Tôi cao 1m66, nặng 63 kg. Rồi anh Hoàng, anh có thường hay bia rượu không? Cũng có nhưng mà ít, mình hoàn tại làm ăn mình cũng ít, chỉ trừ đám tiệc rồi đó. Nhưng bây giờ cũng hạn chế nhiều, tại vì một là mình không có bỏ nhà mình đi, hai nữa cũng sợ công an nó bắt cái lỗi cái nồng độ cồn, nó rất sợ luôn á. Anh Hoàng có cái điểm mạnh điểm yếu gì nè, điểm mạnh trước đi. Điểm mạnh là vui vẻ hòa đồng nhân hậu, thích công việc mua bán kinh doanh, thí dụ như việc nào mà có mua bán kinh doanh, tại anh cũng hồi trước trước 2010 mấy đó là anh đi làm công nhân, rồi tới cái dịch bệnh đó giảm biên chế á, thành ra hồi xưa dịch cũng ít làm nặng. Có cái điểm yếu Điểm yếu là hay mặc cảm tự ái, hay mặc cảm từ ai? khi nói chuyện không hợp là mặc cảm tự ái, mình không có. Hiện tại ngoài cái nhà nghỉ anh thuê nè, anh có nhà có đất gì không? Anh có một cái nhà ở trong quê, nhưng mà tại vì thời gian chia tay rồi đó, hồi trước đó thì tuần lễ 10 ngày về đốt nhang, là tại nhà cũng có thờ được, thì lâu lâu mới về một lần hoặc 10 ngày nửa tháng không chừng. Nhà bây giờ nói chung bỏ không, đóng cửa bỏ đi. Rồi anh xem chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương lâu chưa anh Hoàng? Chắc hơn 2 tháng nay Minh Hoàng coi nhiều chương trình lắm, nhưng mà mới biết chương trình của Minh Hoàng gần đây à, khoảng 2 tháng thôi à. Coi Anh chương trình có anh coi chương trình Minh Hoàng anh thấy như sao? anh thấy một là các chị em đưa ra cái tiêu chí nó cũng tương đối được, cái vấn đề phỏng vấn của Minh Hoàng là cái hồ sơ này nó cũng rõ ràng, thấy Minh Hoàng nói chuyện cũng vui vẻ nữa, cũng đăng ký kênh này chứ ngoài ra hồi xưa giờ chưa đăng ký kênh nào hết. Anh có ấn tượng được cô nào trên những video đó chưa? Mình thí dụ như mình chọn người ta rồi thì mình có bị thiệt thòi, mấy người khác người ta có nói mình vấn đề gì khác Minh Hoàng. Cái đó thì tùy thôi, ví dụ như mình sợ người ta ấy mình hay gì đó thì mình bày tỏ bản thân thôi, tốt hơn. À, tại vì thấy có xem của cái chị cái cô Mai Ngọc Cẩm, thấy cái điều kiện bà cũng dễ, thứ hai nó không có con, như tôi cũng vậy nữa, con riêng tư hết rồi, bây giờ tuần lễ 10 ngày nó xuống nó thăm lần vậy thôi, chứ còn không có dính bận vợ con nữa, không lâu rồi. Mai Ngọc Cẩm. Mai Ngọc Cẩm ở Thọ Sơn An Giang làm năm mắt 81 Minh Hoàng, thấy điều kiện cô đó đưa ra dễ. Cái kỳ đó rất là lâu rồi, 8-9 tháng nay rồi. Chỉ làm lao công ở tòa nhà lâu mắt. Làm tập vụ á, tập vụ 81 á. Đúng rồi. Lâu quá rồi chỉ cũng không có liên lạc nữa. Thấy cái điều kiện của nó đưa ra thì nó dễ, quá dễ luôn á. Còn những cái cô khác thì cũng dễ, nhưng mà thấy có nhân hậu mà cái người lớn tuổi người ta cũng hơi chững chạc nữa Minh Hoàng. Cái cô đó hình như 1968 á. Đúng rồi, cũng ngang ngang với tuổi anh đó. À, mình thích cái người hiền hậu gì đó, rồi cái mình không được dư dả như người ta, nhưng mà nó cũng hiểu rồi, thông cảm chia sẻ. Còn mấy người trẻ trẻ bây giờ nay về mai khác cũng khó lắm, khó khăn, thành ra mình không dám mơ ước với mấy người trẻ trẻ, thì ham thiệt nhưng mà nó thôi, mấy người trẻ trẻ đều cao lắm. Bây giờ cái chị đó lâu quá là chị không có liên lạc nữa rồi, nó mất số luôn rồi.
là cả năm nay là chỉ lên đến chương trình xong là chỉ không có liên lạc mất tiêu luôn tới nay luôn á. Vậy là cho anh xin phép bày tỏ phân thành được ha Minh Hoàng nha. Đúng rồi anh, bây giờ không có thì thôi, thì bây giờ mình bày tỏ bản thân thôi chứ biết sao vậy. Rồi. Cái văn phòng của Minh Hoàng nằm ở Long An, ở nằm khoảng nào Minh Hoàng? Em ở Bến Lức mà dẹp rồi anh ơi, thì năm rồi làm tại vì mình làm thi không á nên mình dẹp rồi. Trời, hôm nay anh đến với chương trình này, nếu mà anh chọn thì anh chọn cái mẫu người phụ nữ như thế nào mới hợp với cuộc sống của anh? Chọn cái người phụ nữ là trước mắt là thật thà hiền hậu, cái trung thực. Còn thí dụ như công nhân hay là lao công tạp vụ thì mình không có, phải. Nhưng mà cái tuổi chắc khoảng từ 55 đổ xuống 49, 48 gì đó Minh Hoàng. Chứ thấy nhầm bà 63, 65 tuổi bắt lên bắt chương trình bắt đầu hỏi cao quá, thấy ghê quá. Rồi bây giờ là độ tuổi thì anh tìm từ 48 cho tới 55 ha. Khoảng đó 55, 57 gì cũng được, nhưng mà cũng dễ nhìn nghe, sạch sẽ dễ nhìn. Để anh kỹ lắm. Sạch sẽ dễ nhìn. Rồi công an việc làm nhà cửa của chị đó thì anh sao? Nếu có cũng được, không có cũng được. Thì mình ở chỗ này mình làm không được thì mình thuê chỗ khác, hoặc là mình thuê cái mặt bằng nào đó mình bán cà phê, bán ăn sáng gì đó mình hoàn, hoặc là rửa xe hai bánh thay nhớt là cũng được. Cái đó anh làm được, nó gọn gọn nhẹ thì anh làm được. Đúng rồi, mấy cái đó tuy rằng nó hơi cực chút mà kiếm tiền cũng ngon lắm á. Hoặc là thuê mặt bằng bán cái quán cà phê ăn sáng điểm tâm rồi đó, mấy chuyện đó làm được. Còn không có nhà nhưng mà bây giờ cũng còn bơi, còn sức khỏe rồi mình cố gắng mình đi làm được phần nào hay phần mấy Minh Hoàng, chứ ăn rồi ngồi đó thời gian thấy nó dài lắm, khó khăn, thấy thời gian dài lắm. Anh thích chị đó người vùng miền nào? Trong miền Nam tốt hơn Minh Hoàng, tại cái tiếng người miền ngoài đó mình ít có tiếp xúc á, mình nghe mình cũng như người tiếng mình nghe được chắc khoảng 4 5 tiếng thì nói chung cũng nhiều khi không biết. Cái đó là tự nhiên với Minh Hoàng ơi, Cũng khó ha. Rồi. người miền Tây, người miền Là tùy duyên Đông, đi. miền Tây Đông Nam Bộ thì mình dễ hòa đồng gần gũi, rồi thí dụ ngôn tiếng nói mình nó dễ hiểu dễ thông cảm hơn. Anh có thể cho mọi người, đặc biệt là các chị biết chút xíu vì sao anh với chị lại chia tay nhau. Sống nhau chắc cũng lâu quá, tại vì hồi trước anh cưới vợ là năm 84, 1984. Thì lúc đó anh cũng là giáo viên á, thì quen biết rồi tới năm hai, nói chung hai vợ chồng làm ăn cũng, rồi anh nghỉ, anh đi miền Đông anh mua đất anh trồng cà phê. Rồi nhiều khi cũng thất bại, rồi về quê cũng còn mới vốn 2001 anh về quê. Rồi mà anh nói chung vì hai vợ chồng nó cũng cãi giả cái vấn đề này kia khác, rồi nó kéo dài dẫn tới 27, 28, lúc đó mấy hai vợ chồng mới bất đồng mấy này kia, rồi tới 2021 là anh chia tay, hai người thượng tình. Thì anh thấy giấy tòa án mà chụp hình qua cho Minh Hoàng coi đó là vợ nó chủ động luôn á, tại thời gian đó anh còn làm công nhân, giờ nó chủ động nó xin kêu thôi nếu không đồng ý thì nó cũng đưa đơn đơn phương á, rồi thôi vậy thôi mình vui vẻ cho vợ với con ở đâu đó cũng đặt cái kỷ niệm để cho nó tốt đẹp, chứ không có cự cãi, không có đánh đập gì hết. Có nghĩa là cũng nguyên nhân cũng do dẫn đến là do làm ăn thất bại ha, Làm ăn vì tiền bạc ha. à
Rồi, các chị em độ tuổi từ 48 tới 55, miền Tây, Miền Đông Nam Bộ. miền Đông Nam Bộ Ừ. cho tới miền Tây. Nếu mà chị em xem cái video của anh Hoàng, chị em nào thấy mình nằm trong cái tiêu chí của anh Hoàng thì hãy liên hệ gấp với số của chương trình. Thì chương trình sẽ tạo điều kiện, tạo cho anh chị có cái cơ hội gặp gỡ giao lưu với nhau, tìm hiểu. Cảm ơn Minh Hoàng. Anh có gửi cho Minh Hoàng cái số điện thoại của anh đó. Rồi, chương trình cũng xin chân thành cảm ơn anh Hoàng ha, đã dành thời gian quý báu để anh em mình trò chuyện. Cũng không quên cầu chúc cho anh Hoàng gặp nhiều may mắn trên đường tìm lại nửa mảnh ghép thật sự như cái lòng mình ao ước anh Hoàng ha. À, cuối lại anh cũng xin chúc Minh Hoàng với anh em trong cái mảnh ghép yêu thương, cô bác, anh chị em trên cộng đồng mạng, trong và ngoài nước được dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn anh. À. Trước khi kết thúc chương trình, Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào anh Hoàng ha. Anh cảm ơn.